chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm lòng lợn tiết canh nhé. Để làm món này giờ còn rất là nhiều nguyên liệu nên nữa là trong thời gian làm mình sẽ giới thiệu luôn mọi người nhé. Giờ mình sẽ bắt đầu làm. Video của mình đến đây kết thúc rồi các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ ủng hộ giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.